Thân mến chào các bạn. Thì hôm nay là mình dẫn các bạn đi đến quê ngoại của Bác Hồ. Quê ngoại của Bác Hồ là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì cách với quê nội của Bác Hồ là làng Kim Liên, còn gọi là làng Sen, là 2 km. Thì nơi đây là nơi mà ông ngoại của bác đã Vì căn nhà này chính là căn nhà mà ông ngoại đã dựng nên để cho gia đình bác Hồ sinh sống. Và đây là cái nơi mà bác đã cất tiếng khóc chào đời. Và những năm đầu đời là bác ở quê ngoại. Và sau khi mà bố của bác Hồ đậu đậu cái bảng chức phó bảng thì mới vinh quy bái tổ về làng Sen, tức là làng Kim Liên, và mới có cái căn nhà ở quê nội các bạn ha. Cho nên đây cũng là một cái nơi rất là nhiều kỷ niệm đối với bác, là cái nôi để mà một tạo vĩ ra. nhân của đất nước Việt Nam. Suốt cả cuộc đời, những năm tháng cuối đời trước lúc về thế giới bên kia thì bác Hồ nói muốn nghe, khao khát được nghe một điều dân ca, một câu hò sự nghì. Đã chính là lúc bác nhớ mẹ, nhớ quê già dĩa. Nhưng mà tuổi thơ bác Hồ thì bác chỉ sống tại đây được có 5 năm. Khi lên 5 tuổi, bố của bác Phong Huy học ở trường Quốc tử giám. Mẹ bác Hồ thương chồng bởi vì số học bổng trường cấp không đủ để cho ông học tập và sinh hoạt. Thì bà Hoàng Thị Loan mới quyết định để người con gái đầu lòng ở lại chăm sóc mẹ già cùng chồng với 2 người con trai tạm biệt quê hương vào Huế nuôi chồng ăn học. Nghệ An đi Huế con đường dài gần 400 km, nhà bác nghèo ròng rã đi bộ gần 1 tháng trời. Tại Huế thì mẹ sinh thêm người con thứ tư, em trai bác Hồ đặt tên Nguyễn Sinh Xin. Sinh con trong ngày ngô túng thiểu, trở dậy lao động sớm thì mẹ bác lâm bệnh. Bà Hoàng Thị Loan đột ngột qua đời khi mới chỉ có 33 tuổi. Mẹ mất vào trưa 22 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày mùng 10 tháng 2 năm 1901. Lúc đó chỉ còn 1 tuần lễ nữa, nhân dân ta đón Tết Tân Sửu. 1 tuần lễ nữa mẹ bước sang tuổi 33. Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và để lại cho chồng 4 người con thơ. Nhưng mà đáng tiếc mẹ mất ở Huế thì bố bác cô lại đang bệnh coi thế ở Thanh Hóa, còn mang anh trai của bác đi cùng. Bên thứ hai của mẹ chỉ có bác Hồ 11 tuổi, em trai thì mới còn 7 tháng. Trong khi bà con thành phố Huế đang nô nức đón Tết, bác Hồ đã bế em, xin sữa cho em khắp kinh thành. Nhưng mà đáng tiếc là mất mẹ khát sữa thì em trai bác qua đời khi chưa đầy 1 tuổi. Nghệ An lần đầu tiên được đón bác về sau 50 năm. Nhưng mà thăm quê lần đó, quê nội Lăng Sen được đón bác. Và mãi đến lần thăm quê thứ hai, năm 1961, quê mẹ Hoàng Trù mới được đón bác về thăm. Ngày bác về đây đã là cụ già 71 tuổi rồi. Xúc động khi đứng trước ngôi nhà, bác đã cất tiếng khóc chào đời nghẹn ngào, bác nói, đây là nhà của bác. Đôi mặt người đã rưng rưng đẫm lệ khi gặp lại chứ không cười. Mẹ vẫn ngồi dệt vải thâu giường nhỏ nơi mẹ nghỉ, nơi ba chị em bà cất tiếng khóc chào đời. Nhưng mà giây phút xúc động nghẹn ngào nhất là khi bà gặp lại chiếc răng gỗ này. Đôi bàn tay cụ già 71 tuổi cứ mân mê run run lần theo mẹ rương. Nén xúc động quay ra bà nói, các cô các chú thật khéo giữ chiếc răng gỗ ngày xưa của mẹ mà nay vẫn còn đây à. Răng gỗ, đây là món quà của ông bà ngoại đã cho mẹ ngày mẹ đi lấy chồng. Nơi đây cất giữ những đồ vật quý giá của gia đình mẹ làm lụng vất vả bao năm mới có được. Nơi chứng kiến tuổi thơ của bạn, men theo để chập chững tập đi những bước đi đầu tiên của cuộc đời. Rồi ngày đó tạm biệt quê mẹ, bác lưu luyến trở về thăm quê cha. Thì buổi sáng các anh chị đã thăm quê nội Lăng Sen, còn bây giờ chúng ta về với Hoàng Trù quê ngoài, trọn cuộc hành trình về với quê hương bác Hồ, thăm quê ngoài Hoàng Trù nơi bác sinh ra và sống 5 năm. Mảnh đất quê cha Lăng Sen mà gắn bó 5 năm từ niên thiểu, Nghệ An mà gắn bó 10 năm. Nhưng về đây chúng ta hiểu được rằng chính truyền thống của quê hương và truyền thống của gia đình là cái nối, là cội nguồn để hình thành nên những tình cảm tuổi thơ đẹp đẽ, tình yêu quê hương đất nước, ý chí giải phóng dân tộc của bạn, để rồi thôi thúc người ra đi tìm đường cứu nước.
Và cựu nước xa quê 50 năm bác chỉ về với quê được có 2 lần. Quê nội Lâm Sen khi dấu 2 lần đón bạn, quê ngoài được đón bạn 1 lần thôi là năm 61. Nghệ An bác về được 2 lần. Miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng thì chưa 1 lần được đón bạn. Mảnh đất miền Nam nơi tiền bạc ra đi tìm đường cứu nước. Và miền Nam cũng chính là nơi an nghỉ của bộ bác Hồ, câu lãnh đương thảo. Nhưng mà suốt cuộc đời bác cũng chưa 1 lần có cơ hội vào miền Nam để thắp hương cho cha, cũng như chưa 1 lần được trở lại thăm miền Nam. Và nỗi nhớ thương miền Nam đau đậu để rồi trước lúc đi xa đã tay đến trái tim của mình, bác nói miền Nam yếu dẫu luôn ở trong trái tim tôi. Hôm nay các chị đã đưa tình thương nội